Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, thanh tịnh, vì bốn điều không sợ, cho đến đại xả thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ, cho đến đại xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, nên pháp không quên mất thanh tịnh, vì pháp không quên mất thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh, vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, nên trí nhất thiết thanh tịnh, vì trí nhất thiết thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, nên trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thanh tịnh, vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, nên tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh. Vì tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, nên tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hết quyển thứ 237.